Vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu tiếp theo thôi, trận đấu thứ ba, thứ tư ở trong xê đấu thứ ba. Ở đây màn hình máy của núi KK là người cầm Babylon. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để có thể tôi có thể lắp lại con chuột của mình và chuyển máy. Vì chuột bây giờ đang hơi đơ một chút, dường như có trục trặc kỹ thuật gì đấy. Vâng, chúng ta cùng đến với màn hình máy game thủ núi KK cầm Babylon. Đây là màn hình máy của game thủ Summerian do Việt UM cầm trong cánh. Roman đến từ game thủ Gunny. Vâng, Gunny người cầm Roman đầu cánh, như vậy là tôi rất yên tâm Hồng Anh. Không phải. Lại là một Garrick dành cho game thủ Hồng Anh. Và em lại vừa chết dân xong. Số nó nhỏ. Tưởng được cầm phố phiếc gì. Dâng A dâng nghèo. Đánh cung R cho nó sướng. Nhưng không ngờ lại phải dâng L đánh chém. Trên 24 đến từ game thủ Hồng Anh. Vâng, 23 dân rồi, vẫn chưa ngừng xin dân. Đây bài phải 24 dân cộng một thằng dân chết là 25. Thì có lẽ game thủ Hồng Anh mới ngừng xin dân được. Tự nhiên chết một thằng dân nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc ép đời của game thủ Hồng Anh. Khi mà đây là một thế bài xấu. Còn đây nữa, đây là nhà game thủ Việt VM. Việt VM đang có bài cầm Summerian trong cánh và nhiều khả năng dâng A. Tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu Việt dâng A thì còn ai đánh được nữa, khi mà núi là người cầm Babylon đầu cánh đánh chém rồi. Bên phía đội bạn, thông tin khán giả báo về là Samper Sam Hit. Căng cò. 27 dân của Việt VM. Một thế bài mà đánh được cung thì có đánh cũng thành tật. Rất phế với bài này. Đây là Roman đến từ game thủ Gunny. Không ép được đời sớm rồi. Tôi tưởng là ép sớm được thì tươi, nhưng hóa ra lại không ép được. Trận đi đấu này game thủ Hồng Anh cũng dâng lờ thẳng cánh thôi, bởi vì bên kia núi KK đã chém. Còn nguyên bãi quả nữa dành cho game thủ Hưng Nhột. Đây là một bài được dành cho anh. Sao cái khe rừng kia có cần phải bo không? Tôi nghĩ là rừng già đã phủ kín rồi. Bãi quả trên này vẫn đang còn khá tươi.
Nông dân của ai vừa bị chọc chết như vậy? Nông dân của Hồng Anh. Như vậy Hồng Anh lại kích đời xịt rồi. Nhưng dù sao Hồng Anh cũng đã kích được đời, đã phải đóng một cái A vội vàng tại gần với nhà với gần với nhà chính nhà mình để có thể kích được đời. Còn đây là Summerian 27/28 là tham lai đến từ game thủ Việt BM. Vâng, chúng ta cùng quay lại màn hình máy của game thủ Việt VM thôi. Một bài cầm Summerian đánh cung tại nhà. Bây giờ độc cô của bạn đang có một bài dâng Nga quá chuẩn. Nhiều khả năng trận đấu này sau trận đấu này tỷ số sẽ là 2-2. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo. Đây là Roman đến từ game thủ Hưng Nhổn. 1B 1E chuồn chuồn đang dâng lờ chém rất dắt. Bây giờ thì game thủ Việt VM đã bắt đầu thủ nhà của mình rồi. Chúng ta có thể thấy. Nhưng còn Hoàng Mai Nhi đang có bài dâng A gặp đúng nông nông dân Hoàng Mai Nhi đang dâng A. Và đây là bài cầm AC hay cái gì? Summer rồi. Căng cò. Summer sẽ có những tên tên cung đi vòng và sẽ làm móc máy vào nhà của Việt. Cộng với đó là những con chém, tôi đảm bảo như thế. Hoàng Mai Nhi rất hay như vậy. Hoàng Mai Nhi làm như vậy rất tốt. Vâng, Hoàng Mai Nhi sẽ thể hiện được cái độ khó chịu của mình. Tôi biết mà. Rất mất tài. Hoàng Mai Nhi còn có một bài không quá khỏe. Nhưng nó cũng đủ khiến cho Việt VM không thể ra quân khỏi nhà. Màn hình máy game thủ Hồng Anh. Em có chém nó vào nhà nào hay không? Nhưng timeline vẫn đang giữ được như này là tốt rồi. Vâng, đóng 1V tại nhà game thủ Hưng Nhổn thì phải. Nếu tôi không nhầm. 2L 1P tại nhà Hưng Nhổn. Đây là Việt BM. Như vậy là vâng, chiến thuật dâng Nga của game thủ độc cô của bài đã bị sập tiệm rồi. Việt VM đã hóa giải thành công. Nhưng còn bây giờ thì anh sẽ phải thủ nhà với cái bài này như nào. Khi đây là một cái thế bài mà toàn rừng dừa. Siêu siêu xấu. Vâng, Hoàng Văn Nhi đang ăn quả ngay đây. Rất tinh quái. Màn hình máy Babylon đến từ núi KK. Vâng, núi KK phải có ruộng. Có ruộng thì đúng rồi, có ruộng. Có ruộng thì như vậy là tôi vẫn có chuyện để nói. Khi mà bây giờ thì nhà của Việt VM đã thủ được tươi. Và nhà 1-1 đã chết chưa? Mỹ Đình đã chết chưa? Mỹ Đình bé nhưng chưa chết. Mỹ Đình đang bắt đầu nở tham. Màu 4 chán đời là người cầm cái gì? Vâng, Hoàng Mai Nhi vẫn chưa thể móc máy vào nhà của Việt được. Và bây giờ thì Hoàng Mai Nhi đang về nhà để có thể xóa ruộng. Đây là màn hình máy của game thủ Gunny. 13/52 Gunny đã bị gãy tham rồi. Và đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Vẫn chỉ còn 21/40 thôi, Hồng Anh cũng giữ tham được. Không mất tham quá nhiều. Đã thấy nhà một lên đời rất muộn. Nhưng bây giờ thì cần phải gọi được núi vào trong tên này. Núi sẽ cùng với Việt để có thể ốp vào nhà của game thủ màu 1 hay không.
Không, tôi nghĩ rằng sẽ không cùng với Việt đâu mà chỉ để cho một mình Hồng Anh thôi. Núi vào đi. Màu một đang hồi lại được tham rồi núi ơi. Sao anh có thể để những điều đấy nó xảy ra được? Bây giờ lạc đà chém 4 rồi, sao anh còn sợ cái gì nữa? Cứ đùn đẩy trách nhiệm cho Hồng Anh mãi. Làm sao Hồng Anh có thể chơi được một cái bài cầm click xấu như này? Gánh nặng vẫn liên tục được đè lên vai của thủ Hồng Anh. Bốn mươi sáu trên 56 là thăm lai đến từ game thủ núi KK. Đây thì vào đi. Vâng, ăn được thì ăn đi, có cả Việt BM rồi còn lo cái gì nữa. Vâng, lấy tham nhà game thủ màu một luôn, sửa làm sao được khi mà cung R của Việt BM đang đứng đằng sau. Vâng, Việt BM đang đẩy rất nhiều. Không, Việt ơi, tôi nghĩ rằng anh chỉ cần đẩy đi ít thế này thôi là vừa đủ, bởi vì còn Hitty nữa cơ mà. Hitty cũng đang khá khỏe thì phải. Đây là kia kia nổ. Không được. Đây là màn hình máy của Việt BM. 79 trên 96. Như vậy là Gandhi cũng đang quản ở nhà màu 3. Đây là màn hình máy của game thủ núi. Núi là 49 trên 56. Núi cần tập trung hơn. Tôi chỉ cần núi tập trung thôi. Chạy chạy quân đi kìa, nếu không thì Hitty lại bắt. Nhà game thủ Việt BM vẫn đang bị quấy rối bởi game thủ chuồn chuồn. Chúng ta có thể thấy. Nhưng Việt BM vẫn đang rất kinh nghiệm trong những tơn đẩy quân của mình. Tơn đẩy quân và đi quân của Việt vẫn đang đầy rẫy sự khó chịu. Anh vẫn đang thủ nhà dẻo. Bên kia bây giờ còn mỗi nhà hit thôi. Không thể giằng co đưa về đời 4 được đâu. Cần phải ốp nhanh, quẩy liên tục. Giằng co đưa về đời 4 thì Samurian tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để có thể thi đấu hit. Bởi vì nhà của Hitty là một bài có thể là đẹp. Nhưng trong khi đấy thì nhà của Samurian lại rất xấu. Tham lai mình đang bị đè lại khi mà nhà của núi đang bị mất tham. Vâng, núi đã bị mất tham một cách rất liều tiều. Nhưng thế thì ốp đi, ai ốp được, một mình anh đi ốp sao? Một mình anh đi ốp thì làm bao giờ mới có thể vào nhà của cái thủ ven lớp? Anh có bị làm sao không vậy? Làm gì có Việt trong những tơn như này. Việt còn đang mải thủ nhà. Đây rồi, Việt đây rồi. Việt đang xuống nhưng cung R hit là rất đông. Đây rồi, ôi tuyệt vời Hồng Anh ơi. Hồng Anh đang rất kinh nghiệm. Vâng, Hồng Anh vẫn đang có một cảm giác quân rất tốt. Vâng, lạc đà vào thiêu gần hết rồi, núi ơi. Núi đánh quá liều tiểu, quá nhạt. Vâng, đảo thì làm sao mà ăn được khi mà số lượng cung R hit còn đông lắm. Đây là Việt BM. Vâng, Việt BM thật sự anh vẫn đang còn rất khỏe. Anh vẫn đang còn rất sung. Đúng là chỉ có Việt mới làm nên được cờ đồ. Vâng, vẫn chưa thấy cái sinh cơ nhà của ven lớp đâu cả. Thật sự là khó. Đây rồi, mãi mới thấy được cái sinh cơ nhà ven lớp rồi. Việt BM vẫn đang hai tay hai gươm. Một tay thủ nhà, một tay thì vẫn đang đẩy quân đi để nay cho. Rất tinh tế. Tôi nghĩ rằng sẽ không ốp ở nhà hit đâu, bởi vì đây là Hitty cơ mà. Hitty nó vẫn có một độ ảo riêng của nó. Và trong khi đấy nhà của Việt lại đang bị móc máy một cách liên tục. Bên lớp vẫn đang thủ được nhà. Việt BM thì vẫn đang đẩy quân một cách rất gắt. Đây là Babylon. 10. Còn đây là Việt BM. Như vậy còn mỗi Việt có thể chơi thôi. Game thủ bên lớp vẫn thủ nhà một cách quá dẻo. Một cách đơn giản. Núi thì mất tham một cách quá lãng xẹt. Thật sự ngày hôm nay nếu mà thay núi bằng một người khác, thay núi bằng tôm thôi,
thì có lẽ là cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn. Nối hôm nay anh không thể tập trung vào trận đấu được nữa. Anh đã có những trận thi đấu rất lìu tìu, rất nhạt nhẽo. Anh thi đấu như kiểu anh đang bán độ vậy. Còn đây là màn hình máy của Việt. Vâng, thi đấu hết sức mình, thi đấu một cách quá nhiệt tình, nhưng đồng đội đã phụ công anh. Những trận thi đấu mà Việt BM thi đấu một cách cực kỳ sông sáo, bán máu cực tốt, cầm chủ lực rất dẻo, nhưng cuối cùng thì không ai có thể làm nên một cơ đồ cùng với Việt. Giá như trận này Gunny cầm 1-5 thì mọi thứ cũng đã khác. Đây là Greg đến từ game thủ Hồng Anh, giữ tham là siêu siêu tốt, không bị mất tham quá nhiều. Ba bảy trên 80 là tham lai đến từ game thủ Gunny. Vâng, đây là Summerian đang cùng với núi để có thể phải bắt được những con cung R của game thủ màu 1. Trận thi đấu này nhiều khả năng lại đưa nhau về đánh đời 4 và game thủ Hưng Nhổn lại phải lên 4. Một cái bài cầm Roman. Đây là núi 30/52. Còn đây là Hưng Nhổn là 45/54. Hưng Nhổn là 46 dân rồi, trong cái đấy tham lai là 45. Chúng ta có thể thấy được cái độ phũ phàng đến từ game thủ Hưng Nhổn. Anh buôn dân như trâu và anh thương dân như con. Thế còn đây là màn hình máy của game thủ Việt BM. Anh đã bị vên lớp ốp và như vậy tỷ số sẽ là 2-2. Đơn giản thôi. Một trận thi đấu có quá nhiều lỗi đến từ game thủ G núi. Núi đánh quá liều tiều. Một trận thi đấu mà Mỹ Đình không thể lên được đời. Thế mà núi vẫn không chơi được Mỹ Đình. Không hiểu còn phải chấp kèo gì nữa thì núi mới có thể chơi được. Thôi thua rồi. 2-2.